Theo The Wall Street Journal ngày 24 tháng 2, các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp pháo và máy bay không người lái, tức UAV, cho lực lượng Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Các quan chức Mỹ đã nhận được các báo cáo tình báo nói rằng nếu Trung Quốc quyết định cung cấp vũ khí cho Moskva, những vũ khí đó cũng sẽ bao gồm pháo, UAV và có thể là các vũ khí khác để giúp lực lượng Nga ngăn chặn một cuộc phản công dự kiến của Ukraine vào mùa hè này. Trước đó cùng ngày, tạp chí The Spiegel của Đức loan tin rằng Nga đang đàm phán với một công ty Trung Quốc để mua 100 UAV cảm tử và đơn hàng có thể được giao vào mùa xuân. Số UAV này được cho là có khả năng mang chất nổ, theo The Spiegel dẫn một số chuyên gia quân sự giấu tên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các quan chức Mỹ khác đã nói rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp sự hỗ trợ sát thương cho Nga, nhưng không nói rõ những hệ thống nào có thể được gửi đến Ukraine. Cũng theo Wall Street Journal, các quan chức Mỹ cho hay bất kỳ quyết định cung cấp vũ khí nào của Trung Quốc sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận của phương Tây về các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 23 tháng 2 tiếp tục cảnh báo các quan chức chính phủ, công ty và ngân hàng Trung Quốc về những hậu quả tiềm tàng của việc giúp đỡ Nga liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc đã chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và các quan chức Bắc Kinh đã bác bỏ việc họ đang cân nhắc gửi vũ khí cho Nga. Trung Quốc đã hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế Nga, mua dầu và khí đốt của Nga. Trung Quốc cũng đã cung cấp thiết bị cho những công ty quốc phòng Nga bị phương Tây trừng phạt, theo dữ liệu hải quan Nga. Trung Quốc nói rằng tuyên bố này mang tính suy đoán. Cho đến nay, Nga đã mất hàng ngàn khẩu pháo, xe tăng và các thiết bị quan trọng khác trong cuộc chiến và đang tiêu thụ đạn với tốc độ chóng mặt, theo Wall Street Journal. Trong những tuần gần đây, các đơn vị chiến đấu của Nga đã phàn nàn rằng họ không thể có đủ nguồn cung cấp đạn pháo. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng nếu không có nguồn tiếp tế, Nga sẽ không thể đẩy lùi cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân và mùa hè mà Ukraine đang lên kế hoạch với sự trợ giúp đắc lực của các loại vũ khí mới do phương Tây cung cấp. Lầu Năm Góc ngày 24 tháng 2 đã thông báo có viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm các rocket dành cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đạn pháo 155mm, 3 loại UAV mới, hệ thống chống UAV, thiết bị rà phá bom mìn và các loại vũ khí khác, theo Wall Street Journal. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.